chị lớp lá. Lớp trời Liễu An xin tham gia tiết mục biểu diễn văn nghệ với tiết mục thời trang từ nguyên vật liệu phế thải và những bộ trang phục hiện đại thời nay mới 4.0 do các bí ở lớp trời Liễu An xin được phép. Sự quý phái và sắc đẹp. Tiếp theo đó là chữ trong váy và áo được làm từ giấy nỉ hoa, thể hiện sự xinh đẹp và quyến rũ cho bé Nam Anh thể hiện. Và tiếp theo đó là áo dài cho bé Như Ý.
biểu sự bộ trang phục rất là dễ thương. Được làm viền bao cho bé trọng thể hiện sự thực sự và đáng yêu của các con.